Đây quê hương tôi, núi đôi vẫn bao đời hiên ngang đứng đó với sóng gió biển khơi. Dòng đã đổ êm trôi, thân thương bao kỷ niệm mang theo tuổi thơ tôi trong tiếng ru à ơi. Kiến thủy mến thương, sang đẹp tình quê hương, ta đi trong tiếng hát, ta đi theo ngọn cờ từ Kim Sơn Tân Phong, từ mùa thu đứng dậy. Truyền thống xứ con đây dục bước ta đi lên với sông núi ngàn non, kiến thủy yêu thương của tôi. Được là người dẫn chương trình và ngày chào mừng trong buổi sáng ngày hôm nay. Chương trình lễ khánh thành bàn giao công trình tôn tạo văn miếu Xuân La do anh hùng lao động tiến sĩ Phạm Văn Trung kính tặng. Lời đầu tiên thay mặt những người thực hiện chương trình văn nghệ chào mừng, xin được kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể buổi lễ là kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời chào mừng trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý vị kính mến, và quả là như vậy, trong trái tim của mỗi chúng ta đong đáu luôn luôn là hình ảnh của quê hương, là nơi chúng ta đã được sinh ra và lớn lên. Đó cũng chính là một bức thông điệp gửi cho tất cả chúng ta, dù đi đâu về đâu cũng không thể quên quê hương nơi chúng ta đã sinh ra và lớn lên. Và cũng bởi chính điều đó mà những người con sinh ra tại quê hương Thanh Sơn Kiến Thụy ấy hùng đã có những tình cảm, những yêu thương của mình để viết nên một ca khúc với sự đam mê, với sự tâm huyết. Một ca khúc xin được gửi tới quý vị ngay sau đây, ca khúc mang tựa đề Về thăm văn miếu Xuân La, lời Đặng Thu Hà, nhạc Văn Hiệu và với sự thể hiện của Văn Hiệu, Thu Hà, hai người con của quê hương Xuân La, Thanh Sơn. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe.
vừa rồi là một sáng tác với tựa đề Về thăm Văn Miếu Sơn La. Đó là tình cảm của hai người con quê hương Sơn La, Thanh Sơn, Văn Hiệu và Thu Hà. Tiếp nối ngay sau đây, quý vị cùng đến với một ca khúc viết về quê hương Kiến Thụy, luôn luôn trong trái tim của những người con xa quê. Ca khúc Hát Văn với tựa đề Kiến Thụy Yêu Thương, lời của anh hùng lao động tiến sĩ Phạm Văn Trung, chuyện thể Phương Loan với sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Thủy Dương và Tốc Múa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Khi tụ bồi liền dài
với tựa đề Kiến Thụy Yêu Thương. Đây chính là bài hát văn với sự viết lời của anh hùng lao động tiến sĩ Phạm Văn Trung, chuẩn thể Phương Loan. Và kính thưa thật tới quý vị, quả là như vậy, ta lại về với Kiến Thụy Yêu Thương, nghe trong gió mùi hương lúa mới, dáng mẹ ta xưa lưng còng đứng đợi, chiêm chúng thở nào giờ đã đổi thay. Thì vị anh hùng của chúng ta ra đi, Kiến Thụy còn là một vùng chiêm chúng, và bây giờ khi trở về thì Kiến Thụy đã đổi thay. Sự đổi thay đó là nhờ có sự chung tay đóng góp của những người con xa quê hương, trong đó có ông anh hùng lao động tiến sĩ Phạm Văn Trung. Và cũng chính bởi những sự đóng góp của ông mà những người con của quê hương Kiến Thụy luôn dành cho ông những tình cảm đặc biệt. Nhà thơ Trương Thiện Ngấn có một bài thơ với tựa đề Ơn Người Tâm Đức, và bài thơ đó đã được nhạc sĩ Thế Huấn phổ nhạc thành ca khúc tựa đề Ơn Người Tâm Đức, thơ Trương Thiện Ngấn, nhạc Thế Huấn. Xin được gửi tới quý vị với sự thể hiện song ca nam nữ Đức Chính và Phương Loan. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Hey.
Kính thưa Thủ tướng Việt kính mến, và huyện Kiến Thụy là miền đất địa linh nhân kiệt. Ở nơi đây có những người con hiếu học và có những ông nghè đời nối đời. Và tôi cũng rất là tự hào khi mình là người con của quê hương Kiến Thụy anh hùng. Với một ca khúc tôi viết lời cho bài hát chèo tựa đề Nhân Kiệt Đất Nghi Dương, xin được trân trọng kính gửi tới quý vị ngay sau đây. Bài chèo Nhân Kiệt Đất Nghi Dương theo điệu Đào Liễu, soạn giả Đặng Thu Hà, thể hiện nghệ sĩ ưu tú Thùy Dương và nhóm múa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bài hát chiều Nhân Kiệt Đất Nghi Dương theo điệu Đào Liễu với sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Thùy Dương đến từ đoàn trèo Hải Phòng và nhóm múa. Và kính thưa toàn thể quý vị, thời gian thì cứ mãi trôi đi và những lời nhắn nhủ của trong quá khứ của những vị tiến sĩ đời nối đời sẽ luôn là một động lực thúc đẩy cho thế hệ trẻ của chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ của Việt Anh Hùng Kiến Thụy sẽ luôn luôn cố gắng học tập để cùng chung tay xây dựng cho quê hương đất nước chúng ta ngày thêm giàu đẹp, phát triển và vững mạnh. Một ca khúc tiếp theo xin được gửi tới quý vị mang tựa đề Lời Quá Khứ Ngàn Năm, lời thơ của anh hùng lao động tiến sĩ Phạm Văn Trung, nhạc sĩ Thế Huấn với sự thể hiện của Tam Ca, Chính Nghĩa, Hoài Nam, Quốc Toản và nhóm múa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cuộc đời của mỗi con người chúng ta sinh ra, lớn lên, học tập và công tác để rồi chúng ta theo đuổi những đam mê, những khát vọng của cuộc đời mình. Đến khi thành công để trở về, chúng ta sẽ cùng chung tay xây dựng cho quê hương, cho đất nước. Đó là một cuộc sống đẹp và cuộc hành trình của một con người có cuộc đời đẹp. Anh hùng tiến sĩ Phạm Văn Trung cũng vậy, ông đã dành rất nhiều thời gian học tập để khi thành đạt trở về, chung tay cùng cống hiến xây dựng cho quê hương, cho đất nước của mình giàu đẹp và phát triển. Kính thưa toàn thể quý vị, có một ca khúc mà khi ca từ cất lên, chúng ta cảm nhận rằng đó như là một lời, một bức thông điệp gửi tới, nhắn nhủ tới tất cả chúng ta rằng hãy sống và cống hiến, làm được những điều gì tốt đẹp nhất cho mọi người, cho cuộc đời chúng ta hãy nên làm. Để rồi khi kết thúc cuối cùng thì cũng chỉ là một cuộc đời để gió cuốn trôi đi. Ca khúc với tựa đề Để Gió Cuốn Đi, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, xin được gửi tới quý vị với sự thể hiện của đơn ca Quốc Toản và nhóm múa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Để làm gì em biết không?
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, thưa toàn thể quý vị, chúng ta vừa thưởng thức xong một chương trình nghệ thuật đặc sắc. Đây chính là một chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ khánh thành và bàn giao công trình tôn tạo văn miếu Xuân La trong buổi sáng ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì buổi lễ khánh thành bàn giao các công trình tôn tạo di tích lịch sử văn miếu Xuân La do anh hùng lao động tiến sĩ Phạm Văn Trung kính tặng xin phép được bắt đầu. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, lễ khánh thành bàn giao các công trình tôn tạo di tích lịch sử văn miếu Xuân La do anh hùng lao động tiến sĩ Phạm Văn Trung kính tặng xin phép được bắt đầu. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, dân tộc ta có truyền thống coi trọng hiện tài, coi hiện tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí tỉnh thì thế nước mạnh mà càng lên cao, nguyên khí suy thì nước yếu mà càng xuống thấp. Bởi vậy các bậc vua tài giỏi đời xưa chẳng có đời nào lại không chăm lo nuôi dưỡng và đào tạo hiện tài, bồi đắp thêm nguyên khí. Huyện Kiến Thụy là mảnh đất có truyền thống về văn hóa, học vấn và trí thức, hiếu học là đức tính quý báu, truyền thống tốt đẹp của người Kiến Thụy xưa và nay. Trải qua các thời đại cho tới ngày hôm nay, lúc nào Kiến Thụy cũng có người đỗ đạt cao, những học giả nổi tiếng. Văn miếu Xuân La, xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy là văn miếu duy nhất ở Hải Phòng ghi danh 13 vị tiến sĩ thời phong kiến. Văn miếu là tiêu biểu cho một di tích lịch sử văn hóa, tôn vinh hiện tại quốc gia nói chung và địa phương nói riêng ở thành phố Hải Phòng. Qua nhiều lần trùng tu tôn tạo, đến năm 2010, văn miếu Xuân La được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố, là mảnh đất có truyền thống khoa bảng, hiếu học trong thời kỳ đổi mới. Mảnh đất Kiến Thụy đã có nhiều người con thi cử đỗ đạt và giành học hàm, học vị cao. Và kính thưa toàn thể quý vị, trong một lần về dân hương các ngài tiến sĩ nho học, anh hùng lao động tiến sĩ Phạm Văn Trung đã đến với văn miếu Xuân La và ông thấy rằng quyết định tôn tạo một số hạng mục của di tích lịch sử văn miếu Xuân La. Và sau gần một năm thì ngày hôm nay việc tôn tạo đã hoàn thành. Trong niềm vui phấn khởi đó, được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, hôm nay cán bộ và nhân dân xã Thanh Sơn long trọng tổ chức lễ khánh thành bàn giao các công trình tôn tạo di tích lịch sử văn miếu Xuân La do anh hùng lao động tiến sĩ Phạm Văn Trung kính tặng. Về dự và chung vui với buổi lễ trang trọng ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu các vị đại biểu. Về phía đại biểu thành phố xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Phạm Tiến Dũng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Đồng chí Đỗ Đình Tuân, Phó trưởng phòng Di sản Văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố. Đồng chí Trần Hữu Sơn, Phó Chủ tịch Hội khuyến học thành phố. Cùng các đại biểu đại diện các sở ban ngành chức năng của thành phố và đặc biệt xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của anh hùng lao động tiến sĩ Phạm Văn Trung, nguyên hiệu trưởng trường Cao đẳng Bắc Bộ, chủ tịch tổng công ty Bình An, và đó cũng chính là nhân vật chính đã cung tiến kính tặng cho các hạng mục công trình mà hôm nay chúng ta khánh thành. Đại biểu huyện Kiến Thụy xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Phạm Tiến Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Đồng chí Bùi Đức Thảo, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện Kiến Thụy, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, Ủy ban Nhân dân huyện, Đài phát thanh và truyền hình, các cơ quan báo, đài thành phố Hải Phòng, Đài phát thanh huyện Kiến Thụy, cổng thông tin huyện Kiến Thụy về dự và đưa tin. Về dự với chương trình hôm nay còn có các đồng chí lãnh đạo thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn trong huyện Kiến Thụy, ban giám hiệu, các nhà trường trên địa bàn huyện. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đại biểu các dòng họ trên địa bàn huyện có tiến sĩ thờ tại Văn Miếu, Hội đồng họ Phạm thành phố và Hội đồng họ Phạm các quận huyện trong toàn thành phố. Đại diện tổ dân cư phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, nơi tiến sĩ, anh hùng lao động tiến sĩ Phạm Văn Trung đang sinh sống. Cùng với sự hiện diện của những người con xa quê hương của huyện Kiến Thụy, đề nghị chúng ta một lần nữa nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu địa phương xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lưu Thị Tươi, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy xã. Đồng chí Đỗ Văn Thương, phó bí thư thường trực đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã. Đồng chí Phạm Đức Chính, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Cùng các
đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các đồng chí nguyên là lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, đại biểu Hội đồng Nhân dân của xã, các đồng chí trưởng phó các ngành đoàn thể, cán bộ công chức Ủy ban Nhân dân xã, ban giám hiệu các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở xã Thanh Sơn, các đại biểu đại diện cho các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp trong và ngoài xã, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng các làng văn hóa, đại diện các dòng họ trong địa phương, các đại biểu đại diện ba nhà chùa, sư thầy chủ trì chùa Vĩnh Khánh, chùa Phúc Khánh, chùa Linh Sơn, các Phật tử cùng toàn thể nhân dân và du khách thập phương. Đến giờ các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu và bà con nhân dân đã về dự đông đủ, đề nghị chúng ta một lần nữa nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa toàn thể quý vị, tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Đức Chính, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đồng chí Ngô Xuân Triệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, trưởng ban quản lý di tích, đồng chí Đặng Văn Hưởng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và đội tế sẽ lên làm lễ dâng hương và tấu chúc văn. Xin được trân trọng kính mời các đồng chí. Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy
chân tổ quốc, các quan khách cùng nam cung não âu dân chúng xã Thanh Sơn và bà con du khách xa gần về dự lễ hội văn miếu thì thank you.
tam giác vô sở đại hoàng giác đế giác tiến sĩ Ngô Thái Cẩn xuân a thanh sơn an âm biên thi độc hoàng giác bùi đinh dư hồi sinh
hay những núi tan, những cấp sự chung, những hàn lâm hiệu lý, những từ khánh cùng đống các hiệu thư, những tham chính viện hàn lâm thời chế, giám sát ngư sự đài, những quan thừa chính sứ. Những bậc nhỏ gia vạn quyển thiên kinh, trên phò vua xây nước, dưới giúp ích muôn dân, vẫn còn mãi gương nằm son đức sáng. Nguyên khí đắp bồi quốc gia thêm hưng thịnh, nay gặp tuổi đợt nước tự do, kinh tế bừng phát triển, kiến thị tiềm năng, thiên cổ cũng rồi về. Nước cháu con này càng thành tấm ơn nhớ, những bậc tiết hiền hóa bàn đất nghi dơ. Càng gắng sức luyện tâm, học thanh tài bồi đức, kế tục tiền nhân đóng góp cho đời, miền kiến thủy địa linh, vùng nghi dương nhân kiệt. Vì hoàng xưa ngày mai thêm tỏa sáng, rạng mãi muôn đời hào khí đất dương tinh. Cây có gốc, nước có nguồn, hôm nay cháu con nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, thắp nén nhang thơm cúi xin các bậc tiền nhân quá bàn, chứng giám lòng thành thu hộ độ trì cho con cháu bên lòng son trí sáng, phục vụ cho đất nước mạnh giàu, kiến thủy trường tồn phát triển. Như một lời mời gọi các tiến sĩ về dự với chúng ta trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay, cũng là nhằm ca ngợi ghi khắc công đức của tiền nhân, đồng thời nêu lên ý thức trách nhiệm của con cháu ngày nay đối với ngày xưa, và sẽ cùng cố gắng để chung tay học tập rèn luyện để phấn đấu xây dựng cho quê hương đất nước. Kính thưa toàn thể quý vị, tiếp nối chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Đức Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, sẽ lên báo cáo quá trình tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Văn Miếu Xuân La. Xin được trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân. Hôm nay được sự nhất trí của huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thanh Sơn long trọng tổ chức lễ khánh thành, bàn giao các công trình tôn tạo di tích lịch sử Văn Miếu thôn Xuân Na. Lời đầu tiên, thay mặt các đồng chí lãnh đạo của xã, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các sở, ban ngành thành phố, lãnh đạo huyện, các quý vị đại biểu khách quý, người con quê hương và toàn thể nhân dân xã Thanh Sơn cùng quý khách thập phương đã về dự lễ khánh thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, Văn Miếu Xuân La xã Thanh Sơn, nơi thờ phụng Đức Thánh Khổng Tử và các vị tiến sĩ nho học của phủ Nghi Dương xưa, nay đã trở thành một khu di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố, niềm tự hào của mảnh đất kiến thủy anh hùng. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, lúc đầu khu di tích chỉ có một ngôi miếu nhỏ có tên gọi là Cổ Văn Từ,
do người dân trong xã góp công góp sức xây dựng lên để thể hiện tấm lòng tri ân tới công lao của các bậc tiền nhân nho học nước nhà, nhằm gìn giữ truyền thống yêu nước, truyền thống hiếu học của các thế hệ cha ông, từ đó là động lực thúc đẩy sự nghiệp giáo dục, khuyến học, khuyến tài của huyện nhà cho đến ngày nay. Được sự quan tâm của thành phố, của huyện, cùng với sự nỗ lực của đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, các mạnh thường quân, văn miếu đã trải qua nhiều lần được trùng tu tôn tạo, khu di tích đã được thay đổi diện mạo, ngày càng khang trang hơn. Tuy nhiên, về tổng thể các công trình cũng như cơ sở vật chất hiện có vẫn chưa đáp ứng được so với vị thế một khu di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố có giá trị to lớn về mặt lịch sử, về văn hóa mà khu di tích mang lại. Thật vinh dự cho địa phương, vào tháng 11 năm 2023, được sự phát tâm của tiến sĩ anh hùng lao động Phạm Văn Trung, được sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp chính quyền và thể theo nguyện vọng của nhân dân trong xã, văn miếu lại một lần nữa được trùng tu tôn tạo, xây mới lại các hạng mục công trình gồm nhà bia tiến sĩ nho học Kiến Thụy, khuê văn các, cổ văn từ, sân, tường bao và hồ nước. Sau một thời gian thi công, với sự tham gia tích cực, nhiệt tình, không quản nắng mưa của các tổ thợ, sự tham gia đầy trách nhiệm của ban quản lý di tích và nhất là sự tâm huyết của tiến sĩ anh hùng lao động Phạm Văn Trung, sự toàn tâm toàn ý của nhân dân địa phương, công trình đã hoàn tất theo đúng ý tưởng, đảm bảo về mặt thẩm mỹ, chất lượng bản vẽ thiết kế được phê duyệt, đã tạo nên một quần thể các hạng mục công trình uy nghi bề thế, tạo nên vóc dáng mới xứng tầm với khu di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố. Đây sẽ là nguồn động lực mới cổ vũ khích lệ các giá trị văn hóa của văn miếu ngày càng có điều kiện đi vào chiều sâu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như khuyến học khuyến tài, khen thưởng biểu dương học sinh sinh viên đỗ đạt tại các kỳ thi và có thành tích cao trong học tập, đồng thời tôn vinh người tài, truyền bá tri thức, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh. Một lần nữa đề nghị các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân hãy dành một tràng pháo tay chúc mừng và cảm ơn tiến sĩ anh hùng lao động Phạm Văn Trung. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, công trình văn miếu Xuân Na, xã Thanh Sơn được xây dựng khang trang bề thế như ngày hôm nay là có công sức của toàn thể người dân trong xã và nhất là sự đóng góp của tiến sĩ anh hùng lao động Phạm Văn Trung. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo địa phương, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, các sở ban ngành thành phố, của huyện ủy, Ủy ban dân huyện, các phòng ban chuyên môn của huyện, tiến sĩ anh hùng lao động Phạm Văn Trung và những tình cảm, sự đóng góp cúng tiến về vật chất và tinh thần của các mạnh thường quân, của các tập thể, cá nhân, các đơn vị kinh tế, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn, cũng như toàn thể nhân dân và người con quê hương trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Trong thời gian tới đây, Đảng, chính quyền, ban quản lý di tích và nhân dân địa phương sẽ giữ gìn, phát huy giá trị lịch sử văn hóa của khu di tích lịch sử văn miếu, xứng đáng với sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo và sự giúp đỡ, ủng hộ của quý vị đại biểu và nhân dân xã nhà, trở thành điểm đến tâm linh của người dân Kiến Thụy nói riêng, người dân thành phố Hải Phòng nói chung và tiến xa hơn nữa là người dân trên khắp cả nước. Cuối cùng xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân sức khỏe, hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa toàn thể quý vị, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, hàng năm người con Kiến Thụy đã nỗ lực học tập, nghiên cứu khoa học và cũng có rất nhiều giáo sư, tiến sĩ sinh ra từ mảnh đất này. Một trong số những người con ưu tú đó tiêu biểu là tiến sĩ anh hùng lao động thời kỳ đổi mới Phạm Văn Trung. Ông là người đã sở hữu rất nhiều bằng sáng chế khoa học danh giá. Ông còn đóng góp rất nhiều cho những hoạt động xã hội, đặc biệt cho quê hương Kiến Thụy như xây dựng nhà y tế cho nhân dân xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy, làm đường xây cầu cho bà con xã Ngũ Phúc, trao tặng thiết bị y tế, cải tạo trường mầm non, xây đài tưởng niệm liệt sĩ xã Ngũ Phúc và nhiều công trình xã hội ý nghĩa khác. Quan trọng sự học, mong muốn các thế hệ tiếp theo nối tiếp truyền thống khoa bảng, hiếu học của cha ông. Trải qua nhiều biến cố thăng trầm của thời đại, văn miếu Xuân La là điều được trùng tu, cải tạo và mở rộng với nhiều công đức của bà con nơi đây. Và ngày hôm nay thì anh hùng lao động tiến sĩ Phạm Văn Trung, người con ưu tú của mảnh đất Kiến Thụy, tiếp tục chung tay một lần nữa hiến tặng và tôn tạo công trình văn miếu Xuân La, để văn miếu Xuân La tiếp tục phát huy hiệu quả giá trị di tích,
và sẽ có thêm không gian để tổ chức được nhiều các hoạt động văn hóa tại nơi này, đồng thời là biểu tượng cho các thế hệ trẻ luôn được xem sự học như chìa khóa vạn năng để mỗi người bước vào cuộc đời phụng sự cho quê hương đất nước. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời anh hùng lao động tiến sĩ Phạm Văn Trung sẽ lên sân khấu và phát biểu ý kiến trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Kính thưa ông Phạm Tiến Dũng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Kính thưa các vị lãnh đạo địa phương, thưa toàn thể các quý vị đại biểu và bà con nhân dân. Kiến trúc là một cái miền đất đại đạt, cái di tích và di sản. Một huyện có 17 xã và thị trấn, nhưng có đến 50 di tích đã được xếp hạng. Trong đó thì có 11 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và 39 di tích lịch sử cấp thành phố. Có thể nói đây là một cái kho tàng vô cùng có giá trị mà tiền nhân đã để lại cho con cháu đời sau. Phát triển kinh tế văn hóa dựa trên các di tích, di sản, khai thác gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích, di sản và văn hóa truyền thống có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế văn hóa của địa phương. Trong số tất cả các cái di tích của huyện Kiến Thụy thì di tích lịch sử văn hóa Văn Miếu Xuân Na là một cái di tích đặc biệt có cái giá trị giáo dục và rất là lớn cho các thế hệ sau. Vì vậy cái việc tôn tạo di tích lịch sử Văn Miếu Xuân Na lần này có một số ý nghĩa sau. Trước hết đó là sự tôn vinh học vấn nhân tài, tri ân ngưỡng mộ các cái nhà khoa bảng tiền nhân của huyện Kiến Thụy, rồi giáo dục truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ về kiến thức học vấn, ước vọng góp phần xây dựng quê hương cho các thế hệ trẻ sau này. Đây cũng là một cái hoạt động hưởng ứng góp phần cho cái sự nghiệp khuyến học khuyến tài của huyện Kiến Thụy nói riêng và xã hội nói chung. Thứ hai, việc tôn tạo di tích lịch sử Văn Miếu Xuân Na cũng là góp một phần quảng bá cho di tích lịch sử, thu hút ngày càng nhiều các cái du khách thập phương để ngày càng nhiều người đến với chiêm bái, thăm viếng và cầu may tại di tích Xuân Na. Trên cơ sở đó mà tạo điều kiện cho cái việc phát triển cái lễ hội truyền thống trở thành cái lễ hội văn hóa du lịch tâm linh, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế văn hóa của địa phương. Kính thưa tất cả các quý vị đại biểu, Văn Miếu Xuân Na được hình thành từ năm 1671, trải qua hơn 300 năm, cũng như những biến thiên của hoàn cảnh lịch sử mà Văn Miếu hiện nay có cái diện tích cũng như là quy mô là cũng còn rất nhỏ, nhưng cũng không quan trọng. Như cổ nhân cũng đã từng nói, sơn bất tại cao, hữu tiên tác danh, thủy bất tại thâm, hữu long tác linh. Có nghĩa là núi có danh không phải vì cao mà vì có tiên, sông nước linh thiêng không phải vì sâu mà vì có rộng. Mặt khác, những di tích lịch sử, những nét đẹp của văn hóa truyền thống để có được cái đời sống trường tồn thì phải được nhân dân lưu giữ và truyền từ đời này qua đời khác. Chính vì vậy, trong cái quá trình
tôn tạo văn miếu Xuân Na, tôi không chỉ tập trung đầu tư cho việc xây dựng cơ sở vật chất mà còn chú trọng đến việc đầu tư cho cái việc tạo ra những phần hồn để sau này nhân dân lưu giữ và chuyển từ đời này qua đời khác, như viết một cuốn sách, rồi làm phim truyền hình về văn miếu Xuân Na và nho học Kim Thủy, soạn trung văn, sáng tác những bài, sáng tác biểu diễn và thu âm các cái bài hát riêng cho văn miếu, rồi sưu tầm các nghi thức tế lễ tại văn miếu để có thể tổ chức vào những cái gì mà lễ hội truyền thống của di tích. Tất cả những cái thông tin, những kiến thức cần thiết thì tôi cũng đã trình bày trong cái cuốn Lời Nhắn Gửi Từ Quá Khứ và cuốn sách đang trên tay bạn đọc, trên tay các quý vị đại biểu. Cũng trong suốt gần một năm, từ tháng 10 năm 2003, sau rất nhiều các cố gắng thì đến hôm nay tất cả những hạng mục, những yêu cầu đặt ra khi tôn tạo văn miếu Xuân Na thì đến nay cũng đã hoàn thành, và địa phương cũng tổ chức cái buổi khánh thành bàn giao cái công trình tôn tạo và di tích Xuân Na, văn miếu Xuân Na. Cũng nhân buổi khánh thành hôm nay, tôi xin được chân thành cảm ơn ban lãnh đạo huyện Kiến Thụy, ban lãnh đạo xã Thanh Sơn và toàn thể bà con địa phương đã đồng thuận tạo điều kiện cho tôi có điều kiện được trở về đóng góp quê hương, xây dựng và phát triển xã hội. Lần cuối xin được chân thành cảm ơn tất cả các vị lãnh đạo, cảm ơn bà con nhân dân, cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu. Chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc cho buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Hôm nay sẽ là phần trao biển. Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu của anh hùng lao động tiến sĩ Phạm Văn Trung. Và sau đây thì ban tổ chức xin được mời lên sân khấu đồng chí Phạm Đức Chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, sẽ thay mặt cho địa phương lên đón nhận biển, trao tặng các hạng mục trong công trình của ban tổ chức ngày nay. Của công trình tôn tạo văn miếu Xuân Na do anh hùng lao động tiến sĩ Phạm Văn Trung trao tặng gồm có 1.000 cuốn sách Lời Nhắn Gửi Từ Quá Khứ, nhà biên tiến sĩ nho học Nguyễn Kiến Thụy. Trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Phán, huyện ủy viên trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Kiến Thụy sẽ lên nhận sách của anh hùng lao động tiến sĩ Phạm Văn Trung trao tặng tới cho phòng giáo dục, và đồng đạo huyện Kiến Thụy sẽ là sứ giả để trao những cuốn sách này tới cho các khối nhà trường, các em học sinh trên địa bàn huyện Kiến Thụy. Xin mời chào các thầy cùng quý vị. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời phong phẩm giới thiệu phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện sẽ lên tặng hoa cảm ơn và chúc mừng Kiến Thụy. Xin được trân trọng kính mời ông. Xin mời cho đi và nhận lại đó là những thứ mà tiến sĩ đã trao đi rồi, và để nhận lại là những lời biết ơn, sự tri ân, những bông hoa tươi thắm và một tràng pháo tay của quý vị. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn anh hùng lao động tiến sĩ và ông đã ủy quyền cho lãnh đạo địa phương. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu kính mời lên sân khấu bà Lê Thị Tươi, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy xã sẽ lên thay mặt cho ông Nguyễn Văn Đạo trao tặng món quà công việc đặt tới thay lời biết ơn của những người dân thôn Xuân Đạo, xã Thanh Sơn gửi tới. Cảm ơn anh hùng lao động tiến sĩ Phạm Văn Trung. Kính thưa quý vị, và đó chính là hai câu đối với nội dung tiền nhân tiến sĩ danh trường tài hậu thế anh hùng Đức Vĩnh Lương, quê hương di sản công tiến sĩ tiến sĩ lưu truyền nghĩa cảm trung. Một tràng pháo tay lớn quý vị. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Tiến Thuận, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện sẽ lên phát biểu ý kiến. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa ông Phạm Văn Dũng, nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Kính thưa các vị đại biểu thành phố, đại biểu sở văn hóa và thể thao thành phố. Kính thưa anh hùng lao động tiến sĩ Phạm Văn Trung. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Kiến Thụy,
Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, thưa toàn thể nhân dân. Hôm nay, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Thanh Sơn long trọng tổ chức lễ khánh thành bàn giao một số hạng mục công trình tôn tạo di tích lịch sử Văn Miếu Xuân Na do anh hùng lao động tiến sĩ Phạm Văn Trung kính tặng. Về dự và thay mặt lãnh đạo huyện, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân địa phương lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, huyện Kiến Thụy từ xa xưa đã là một miền quê có truyền thống hiếu học của xứ Đông, có làng Khoa Bảng Lê Xá, xã Tú Sơn với 7 tiến sĩ nho học nổi danh trong thời phong kiến. Trong đó có một trong 28 vị sao sáng trong bầu trời văn học Việt Nam thế kỷ 15, Nhị Thập Bát Tú, Hội Tao Đàn của Hoàng đế Lê Thánh Tông. Cùng với Lê Xá Kiến Thụy còn có làng Xuân Na, xã Thanh Sơn có 2 tiến sĩ làm quan tứ trụ trong triều đình nhà Mạc. Truyền thuyết kể rằng thời hậu Lê có lần nhà vua phi hành về vùng Nghi Dương của phủ Kinh Môn, thấy sông núi hữu tình lên dừng lại nghỉ chân. Vua cho rằng đây là một vùng đất địa linh nên cho phủ Kinh Môn xây dựng văn miếu tượng tạc tượng Khổng Tử và các đệ tử của ông để tôn thờ. Vào thế kỷ 16, nhà Mạc lấy Nghi Dương làm Dương Kinh, làm kinh đô thứ hai. Văn Miếu Xuân Na được gọi là một trường thi lớn của Dương Kinh. Thời kỳ đó, đất Nghi Dương có một loạt nho sĩ đỗ đến bậc tiến sĩ. Trong quá trình tồn tại, Văn Miếu Xuân Na trải qua rất nhiều lần trùng tu. Lần trùng tu lớn nhất vào năm Gia Long thứ 7. Sự kiện này được ghi lại trên thạch trụ do ông Nguyễn Danh Toại trong hội tư văn của huyện Nghi Dương soạn với nội dung ghi lại ngày tháng. Hội tư văn đi chép lại danh sách 14 tiến sĩ của huyện Nghi Dương ở Văn Miếu Xuân Na. Lần trùng tu thứ hai vào thời Minh Mạng, lần này có dựng bia ký ghi lại khoản tiền của người làm ruộng thánh nấy nợ hoa nợ dành cho việc cúng tế. Hiện nay còn 2 tấm bia còn lưu giữ tại bảo tàng thành phố Hải Phòng. Trong những năm kháng chiến chống Pháp, văn miếu bị bom đạn tàn phá, không còn dấu tích gì, chỉ còn lại 2 tấm bia ký sau được chuyển về lưu giữ tại bảo tàng Hải Phòng. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, dưới ánh sáng của nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 của Trung ương Đảng với chủ trương xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, Văn Miếu Xuân Na được xây dựng lại để tương xứng với truyền thống vốn có từ xưa, thu hút nhiều hoạt động văn hóa giàu tính nhân văn, tiếp tục động viên phát huy truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, quý trọng hiện tài. Hàng năm đến mùa thi cử, học sinh, sinh viên, các nhà văn nghiệp lại tìm đến những văn miếu dân hương tưởng nhớ tri ân các bậc tiên hiền tâm nguyện thành danh. Văn miếu thực sự trở thành điểm sáng văn hóa. Năm 2010, thành phố Hải Phòng đã cấp bằng xếp hạng Văn Miếu Xuân Na là di tích lịch sử cấp thành phố. Văn Miếu Xuân Na đã trải qua nhiều đợt trùng tu sửa chữa. Đặc biệt, năm 2003, được sự quan tâm đặc biệt công đức của tiến sĩ anh hùng lao động Phạm Văn Trung, sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp chính quyền và theo nguyện vọng của nhân dân trong xã, Văn Miếu Xuân Na được trùng tu tôn tạo, xây mới lại các hạng mục công trình gồm nhà bia tiến sĩ, nho học, khuê văn các, cổ văn từ, sân tường bao hồ nước. Đến nay, các công trình đã hoàn thành đúng tiến độ và kế hoạch đề ra, đảm bảo các yêu cầu về kiến trúc, truyền thống, kỹ thuật, mỹ thuật và giá trị văn hóa lịch sử của di tích. Việc trùng tu tôn tạo, xây mới công trình tại di tích lịch sử Văn Miếu Xuân Na là việc rất quan trọng, cần thiết và cốt lõi, hơn là đồng thời phát huy giá trị vật thể, phi vật thể của văn miếu, phục vụ cho sự phát triển của làng Xuân Na, xã Thanh Sơn nói riêng và huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng nói chung. Nhân dịp này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện, xin trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Sở Văn hóa và Thể thao. Xin trân trọng cảm ơn các sở ban ngành thành phố, đặc biệt cảm ơn sự quan tâm công đức của tiến sĩ anh hùng lao động Phạm Văn Trung.
Cũng tại buổi lễ khánh thành hôm nay, tôi kêu gọi nhân dân trong huyện và xã Thanh Sơn chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời tự giác tự nguyện thực hiện hương ước nàng văn hóa, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương dòng họ, hưởng ứng tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân đối với các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công, tương trợ giúp đỡ các gia đình khó khăn, chăm lo phát triển cho thế hệ tương lai của quê hương. Tôi đề nghị chính quyền xã Thanh Sơn có kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát huy công trình di tích này gắn với các di tích lịch sử, văn hóa của huyện và thành phố, tạo nên các tuyến tour du lịch của thành phố, tạo nên một tuyến tham quan đầy ý nghĩa, một địa chỉ văn hóa lịch sử hấp dẫn cho du khách trong và ngoài thành phố đến tham quan, chiêm bái, tưởng nhớ công đức của các bậc tiền nhân. Cuối cùng, xin gửi tới các lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, ngay sau đây sẽ là nghi lễ cắt băng khánh thành các hạng mục công trình tôn tạo văn miếu Xuân La. Kính thưa toàn thể quý vị, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời các ông bà có tên sau đây. Chúng ta sẽ cùng di chuyển ra phía trước Khuê Văn Cát và cùng làm nghi lễ cắt băng khánh thành. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Tiến Dũng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Trân trọng kính mời ông Trần Hiếu Sơn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố. Ông Đỗ Đình Tuân, Phó trưởng phòng Di sản Văn hóa Sở Văn hóa Thể thao thành phố. Ông Phạm Tiến Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Anh hùng lao động tiến sĩ Phạm Văn Trung. Ông Bùi Đức Thảo, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Thụy. Ông Nguyễn Duy Minh, huyện ủy viên, trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện. Bà Lưu Thị Tươi, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy xã. Ông Phạm Đức Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Trân trọng kính mời các ông các bà có tên. Chúng ta di chuyển ra phía trước Khuê Văn Cát và chuẩn bị thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành. Tất cả quý vị và nghi lễ cắt băng khánh thành công trình tôn tạo di tích văn miếu Xuân La xin phép được bắt đầu. Thank you.
quý vị. Về quê anh
học thánh